Xem review trong video ngày hôm nay sẽ là cái video đầu tiên trong chuỗi video mà mình làm hướng dẫn về cách sử dụng phần mềm Camtasia. Thì ở cái bài đầu tiên này sẽ là một cái bài tổng quan về phần mềm Camtasia cho những bạn nào mà mới bắt đầu về sử dụng cái phần mềm này. Thì ở trong cái bài này mình sẽ nói về, tức là trong phần mềm Camtasia thì nó sẽ có cái gì. Thứ hai đó là dùng để làm gì, và cái thứ ba đó là cách sử dụng nó như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến với lại cái phần tính năng của cái Camtasia này. Thì nói một cách nôm na thì phần mềm Camtasia này á, là nó có hai cái tính năng chính. Cái tính năng thứ nhất đó là về cái tính năng quay màn hình. Ví dụ như bây giờ mình đang quay cái màn hình của mình lại để giới thiệu cho tất cả các bạn về cái bài học này, về cái phần mềm Camtasia này. Thì đó chính là cái chức năng quay màn hình của Camtasia. Và cái thứ hai đó là cái tính năng edit video. Nó có nghĩa là gì? Ví dụ như sau khi mà bây giờ mình quay xong cái màn hình, đúng không? Mình sẽ có một cái video sẵn và sau đó mình sẽ edit nó, tức là có chỉnh sửa các ghép này kia vân vân ở trong đấy. Hoặc là sau này khi mà các bạn có cái điện thoại hoặc là các bạn có máy quay, các bạn đi quay cảnh gì đấy, sau đấy các bạn về các bạn edit lại chúng, thêm nhạc, thêm text hoặc là chỉnh sửa các ghép này kia cũng được. Thì cái phần mềm Camtasia này nó vẫn đáp ứng được cho tất cả các bạn. Thì ở đây chính là hai cái tính năng chính của cái phần mềm Camtasia mà các bạn cần nắm ha. Vậy thì để sở hữu được cái phần mềm Camtasia này thì chúng ta cần phải tải phần mềm ở đâu? Thì đối với việc tải phần mềm thì các bạn sẽ có hai cách. Cái thứ nhất đó là các bạn sẽ là mua phần mềm ở trên trang chính thống của nó. Thì trước khi nói về cái mua, mình sẽ giới thiệu sơ qua cái phần mềm Camtasia này là nó được sản xuất bởi cái hãng TechSmith phải. Và ở cái hãng này ngoài phần mềm Camtasia thì nó còn có thêm các cái phần mềm khác nữa. Nhưng mà cái điều mình quan trọng muốn nói là gì? Nếu như bạn có thấy là kinh tế của bạn đủ thì bạn có thể là lên cái trang chính thống của TechSmith. Thì link của cái trang đó thì mình sẽ để ở phần mô tả của video trong cái description box ha. Thì bạn nào muốn thì các bạn có thể xuống đấy và nhấn thì nó sẽ gửi qua cái link của cái trang bên kia. Và các bạn đến đấy thì bạn xem giá cả, các bạn thấy ok, phù hợp thì các bạn có thể bỏ tiền ra mua, tùy túi tiền của mỗi người. Thì sau khi mà các bạn bấm mua về thì người ta sẽ hướng dẫn gửi các email này kia cho các bạn, hướng dẫn đó là tải như thế nào rồi đăng nhập kho của người ta như thế nào. Thì ở đó cái bài viết sau thì mình sẽ nói ha. Còn cái thứ hai đó là các bạn sẽ dùng thuốc ở đây thì các bạn tự hiểu nhé. Thuốc thì các bạn có thể lên các trang của Việt Nam và các bạn sẽ tải nó một cách free, về sử dụng free. Nhưng điểm của free thì các bạn có thể hiểu đấy. Nếu như mà không may mà các bạn tải ở một cái trang nào đấy mà nó dính virus thì cả cái máy của bạn ăn virus nhé. Thì cái đó các bạn tự hiểu. Còn cái thứ hai nữa đó là tải free thì nó sẽ có cái hạn chế, đó là nếu như cái phần mềm này mà nó có những cái cải tiến thì khả năng cao là, mà thật ra chính xác là 100% là các bạn sẽ không thể nào mà nâng cấp cái bản của nó lên. Nhưng mà theo cái ý kiến cá nhân của mình á, nếu như cái nhu cầu của bạn là muốn sử dụng phần mềm thôi và không cần phải cải tiến và các bạn có cái phần mềm chống virus rồi thì các bạn cũng không sợ lắm và các bạn có thể sử dụng thuốc vẫn được. Nhưng mà một lời khuyên chân thành của mình đó là nếu như các bạn sử dụng phần mềm để cho cái mục đích có thể là quay màn hình, có thể edit video, nói chung là làm cái việc gì đó của bạn mà nó không có lợi nhuận á, thì ok, các bạn nên dùng thuốc. Còn nếu như các bạn sử dụng phần mềm để cho việc đó là kiếm ra thu nhập cho mục đích lợi nhuận của cá nhân bạn, thì mình mong rằng đó là ban đầu các bạn, khi mà các bạn chưa có lợi nhuận thì ok, các bạn có thể dùng thuốc được. Nhưng sau khi có được lợi nhuận từ cái việc sử dụng phần mềm này thì mình mong đó là các bạn hãy mua nó từ cái trang chính thống của cái người sản xuất ra cái phần mềm này. Đó coi như là một cái sự tôn trọng của bản thân các bạn đối với lại cái người sản xuất ra nó. Còn về các bạn á, thì nếu như mà xét về luật này kia thì chúng ta đang sử dụng cái phần mềm này nó vi phạm vào chính sách này kia. Nếu như ở Mỹ thì các bạn sẽ bị bắt đi tù hoặc này kia, nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn có thể thấy nó khá là bình thường, cho nên là cứ ok thôi, tùy vào cái nhu cầu của mỗi người thôi ha. Rồi, và không có nôm na gì thêm nữa, dài dòng nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần mềm. Thì ở đây chính là cái trang giao diện của phần mềm khi mà các bạn khởi động nó lên ha. Thì về tổng quan ở đây, ý mình muốn nói là gì? Mình sẽ giới thiệu ở trong cái phần mềm này nó sẽ có những cái phần nào và tính năng của nó sẽ ra sao. Thì các bạn sẽ nhìn cho mình, ở đây nó sẽ có 3 mục chính. Các bạn sẽ nhìn từ trên xuống dưới và từ trái qua phải cho mình. Đầu tiên, nhìn vào từ trên xuống dưới thì các bạn hãy để ý cái con chuột của mình đang di chuyển nhé. Thì nhìn từ trên, cái hàng ở trên cùng nó đi đến từ cái mục đầu đây, đây này, cho đi đến cái đường thẳng màu xanh chỗ này của mình. Thì ở đây được coi là cái thanh taskbar của cái phần mềm này. Mà thật ra cách chia này là do cá nhân mình chia cho các bạn dễ hiểu thôi nhé, còn có thể các bạn sau này các bạn biết rồi thì cách chia của bạn khác nhau ha. Rồi, trong cái thanh taskbar này thì các bạn sẽ có hai phần chính. Phần thứ nhất đó là các bạn hãy nhìn cái con chuột mình đang di chuyển ở cái hàng đầu tiên này. Đây, cái hàng đầu tiên này. Thì cái hàng đầu tiên này được cho là cái hàng chứa các cái dòng lệnh để các bạn truy cập. Ví dụ như ở đây nó sẽ có file. Khi các bạn nhấn vào file thì các bạn sẽ có đây xuất hiện ra một cái dãy các lệnh khác nữa. Các bạn nhấn vào các cái edit này kia nữa. Thì các lệnh này nó nhìn chung nó cũng có tương tự như các việc mà các bạn sử dụng các phần mềm. Nếu như đã sử dụng qua PowerPoint, Microsoft Word hay là Microsoft Excel chẳng hạn thì nó cũng tương tự như thế. Tiếp tục nhìn từ trái sang phải đây, TechSmith Camtasia và cái dòng quan trọng đó là Unity Project chỗ này. Thì cái TechSmith Camtasia này chỉ là cái tên của cái hãng sản xuất thôi. Còn cái cái chữ tiếng Anh này mình quên cái đọc rồi. Còn cái chỗ project này có nghĩa là cái tên file. Hiện tại thì mình mới mở cái phần Camtasia này lên thì mình chưa có lưu nó lại, thì nó sẽ để một cái dòng dạng như thế này. Khi mà các bạn lưu nó lại thì nó sẽ có cái tên bằng cái tên mà chính bạn đặt cho nó. Có thể là các bạn nói là tổng quan Camtasia chẳng hạn. Đấy, bài tổng quan thì nó sẽ hiện ngay ở chỗ này cho mình ha. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ đi sang ở phần này. Thì các bạn nhìn ở cái mục sign in chỗ này chính là cái mục mà sau khi mà các bạn nếu như các bạn mà mua ở cái trang chính thống của người ta thì ở đây khi bạn nhấp vào mục sign in thì các bạn nó sẽ xuất hiện ra một cái trang mới. Ở đó các bạn có thể đăng nhập vào và sử dụng này kia. Nhưng mà ở cái phần này thì riêng cá nhân mình thì mình cũng không cần dùng nhiều cho lắm, nên là mình cũng không cần đăng nhập làm gì ha. Còn nếu mà bạn cần thì bạn có thể đăng nhập thôi. Tiếp thì đây, ba cái lệnh này thì nó quen thuộc, ai cũng biết ha. Một cái tắt, một cái thu nhỏ lại, một cái tùy chỉnh theo ấy thôi, thì không quan trọng. Rồi, tiếp đến ở cái hàng thứ hai. Đây là cái hàng thứ hai. Các bạn nhìn theo chuột của mình đang rê nhé. Ở cái đầu tiên này, cái record, thì đây là cái phím tắt nhanh để nó cho các bạn truy cập nhanh vào cái nút lệnh đó là quay video. Như cá nhân mình thì mình cũng không dùng cái thằng này cho lắm, tại vì mình nhớ phím tắt của nó là Ctrl-R rồi, cho nên mỗi lần khi mà mình quay cái màn hình, chẳng hạn như giờ mình đang nói chuyện với tất cả các bạn đúng không, tức là mình đang quay lại cái màn hình thì mình hay nhấn phím vào Ctrl-R cho nó nhanh. Tiếp tục ở cái hàng giữa chỗ này thì cái tính năng này thì tùy, các bạn có thể sử dụng nhiều có thể không. Riêng cá nhân mình thì mình cũng không có sử dụng nhiều cho lắm. Ở cái đầu tiên đó là cái edit ra, cái này là cái chuột cho nó di chuyển này kia thôi. Cái thứ hai đó là cái pen, thì pen này là dùng để cho các bạn di chuyển cái màn hình. Mình sẽ lấy ví dụ như thế này. Khi mình nhấn vào và mình di chuyển cái này, đây là nút lệnh của pen ha. Và cái thứ ba là nút lệnh crop, có nghĩa là co kéo cái màn hình lại, thì ở trong các video cụ thể thì mình sẽ nói nó rõ hơn ha. Rồi, mỗi lần mà các bạn muốn chọn một cái lệnh nào thì các bạn cứ đưa chuột tới cái lệnh đó và nhấn chuột trái cho mình. Nó xuất hiện màu xanh, cái nền màu xanh ở cái background màu xanh ở một cái dòng lệnh nào. thì có nghĩa là giọng lệnh đó là hiện tại các bạn đang chọn. Cái thứ tư ở đây đó là về cái bố cục của cái màn hình. Thực ra nói bố cục nó cũng tức là tỷ lệ phần trăm ở trên màn hình, và thêm một cái dòng này thì mình sẽ nói sau. Ở đây thì mình sẽ thường hay chọn là fix. Fix có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ xuất hiện sao cho mà toàn cái bối cảnh của tất cả các bạn ở trong Camtasia nó có một cái tỷ lệ nhất. Tỷ lệ một cái nó nhìn chung là thuận mắt theo cái phiên bản của họ ha. Còn sau này mà khi các bạn muốn thì các bạn có thể chọn 25, 50, 75 tùy, đó là tùy nhu cầu của từng người thôi ha. Tiếp tục nhìn sang cái dòng bên này thì các bạn có thể thấy là một cái đầu loát và một cái nút share. Thì thật ra hai cái này các bạn cũng không có dùng nhiều cho lắm nên là mình cũng không có nói gì nhiều ở đây. Còn nếu bạn nào muốn biết thêm thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ giải thích cụ thể hơn ha. Vì cái này mình cũng ít dùng lắm. Rồi, sau khi mà xong cái khu vực đầu tiên, cái phần 1 thì các bạn sẽ nhìn sang cho mình cái phần thứ hai của cái giao diện Camtasia. Thì đây, tức là nó sẽ chạy từ cái đường màu xanh này cho đến đây, một cái đường nhỏ nhỏ màu này. Thực ra các bạn nhìn ở đây cho mình là nó có chữ, một cái chữ là Properties. Thì Properties này cắt ngang qua đây thì cả một cái khu này chính là cái khu thứ hai mà mình muốn nói. Thì cái khu này riêng cá nhân mình thì mình đặt tên cho nó là cái khu giao diện. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bất kỳ bạn làm một cái gì ở cái khu vực thứ nhất và khu vực thứ ba thì nó sẽ cho cái người xem á là tập trung vào cái khu thứ hai này, cái khu giao diện, tức là cái khu mà các bạn trình làng, các bạn đưa cho mọi người xem là nó sẽ có cái gì cả. Trong cái khu thứ hai này thì nó sẽ có hai cái phần chính. Phần thứ nhất đó chính là cái khung hình này. Đây, cái khung hình mình đang đưa chuột này. Thì cái khung hình này là cái khung hình mà các bạn khi mà các bạn chỉnh sửa video, chỉnh sửa ảnh, đưa bất kỳ cái gì vào Camtasia thì nó sẽ hiện lên cái khung hình này. Và cái khung hình này sẽ cho biết là những cái gì sẽ xuất hiện ở đây. Thì cụ thể là sao thì ở trong các video sau thì mình sẽ nói rõ hơn ha. Rồi đây, còn ở cái phần thứ hai thì cái phần thứ hai sẽ là cái hình chữ U. Đây các bạn sẽ bao khối cho mình, đây cả một cái khối hình chữ U như thế này. Thì ở cái phần này mình gọi nó nôm na gọi là các tiện ích, có thể là hoặc là các effect để mình đưa các cái này xuống ở cái khu vực thứ ba để chỉnh sửa này kia. Thì nói cụ thể nó sẽ như thế này, đó là ở cái khu đầu tiên này, đây khu vực này sẽ là cái khu mà chứa các cái chỗ dòng lệnh chính. Khi mà bạn nhấn vào đây từng cái một như thế này thì ở cái khu vực thứ hai này thì nó sẽ xuất hiện ra những cái gì mà chứa trong ở khu mục chính này. Và khi mà các bạn chọn vào một cái hàng nào ở trong này các bạn sử dụng thì ở bên cái cột này nó sẽ xuất hiện ra một cái thông số của những cái hàng này. Mình nói thì nó cũng sẽ hơi khó hiểu cho nên là mình sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này cho bạn hiểu. Thì ở cái mục này các bạn sẽ thấy đây, mình nhấn chuột như vậy đúng không? Thì những cái này các bạn có thể hiểu đây là một cái shop bán quần áo, đây là cái shop bán đồ ăn, đây là cái shop bán điện thoại, đây là cái shop bán cà phê chẳng hạn đi, đúng không? Thì bạn bây giờ bạn muốn đi vào trong cái shop bán điện thoại chẳng hạn, đây. Thì khi vào trong cái shop bán điện thoại này thì các bạn sẽ được di chuyển đến đây. Trong cái shop bán điện thoại này đương nhiên thì người ta sẽ bán ví dụ như iPhone 11, iPhone 10, iPhone gì đấy. Thì bạn sẽ chọn cho mình mỗi một cái loại iPhone. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ chọn đó là cái iPhone 11 là cái màu tím này, mình sẽ nhấn vào cái này. Khi mình nhấn vào cái này và mình kéo nó xuống khu vực thứ ba chẳng hạn, mình lấy ví dụ đây đúng không? Thì ở cái iPhone 11 này, trên cái cột ở bên trái cái dòng chỗ này Property thì nó sẽ xuất hiện ra các thông số của cái thằng iPhone 11. Đó là trong này nó sẽ chứa là nó màn hình, nó là sẽ làm bằng cái gì đấy, camera như thế nào, rồi độ phân giải màn hình vân vân này kia. Đó. thì các bạn có thể hiểu là gì? Đi từ trái sang phải như thế này thì nó sẽ xuất hiện cái thông tin nó cụ thể và rõ ràng hơn. Và tùy vào cái nhu cầu của chúng ta sẽ chọn cái thằng nào và chỉnh sửa nó ra sao thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Riêng cái thằng Property chỗ này, đây là cái phần mà về chỉnh sửa thông tin chi tiết. Tức là nếu bạn muốn thì bạn có thể chỉnh sửa nó ở đây theo cái ý của tất cả bạn. Còn nếu bạn không muốn thì bạn sử dụng cái kho sẵn của người ta thì nó sẽ nằm ở đây. Các bạn chỉ kéo xuống và các bạn dùng thôi. Thì ở trong các cái bài sau thì mình sẽ nói rõ hơn từng cái một, các bạn hiểu không? Rồi, ở đây thì mình xóa thằng này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái phần thứ ba. Thì cái khu vực thứ ba mà mình đang rê chuột đây, đây các bạn đang thấy. Đấy. Thì cái phần này gọi là cái khu vực mà chúng ta sẽ chỉnh sửa cái video. Chẳng hạn như lát nữa sau khi mà mình quay màn hình xong như thế này thì nó sẽ xuất hiện một cái file video ở đây. Và sau đó mình sẽ chỉnh sửa cắt ghép gì đó, ghép nhạc vân vân này kia cho tất cả các bạn. Nó giống như lúc nãy là khi mình chọn cái iPhone 9 tiếng này, mình kéo xuống đây, đây đúng không? Thì mình muốn cắt ghép gì này kia thì đây chính là một cái file. Mình đang di chuyển cái file ra đây thì mình sẽ chỉnh sửa gì này kia. Thì ở trong các video sau mình sẽ nói nó cụ thể hơn là cách chỉnh sửa nó sẽ như thế nào ha. Nhưng mà các bạn có thể hiểu là gì? Ở cái khu vực thứ ba này và cái khu vực thứ nhất này thì hai khu vực này sau khi mà các bạn chọn lệnh, các bạn chỉnh sửa này xong thì tất cả những cái gì mà bạn chỉnh sửa xong nó xuất hiện ở đây thì người xem, đây là ở trong khu vực thứ hai, người xem sẽ xem được là những gì nó sẽ hiển thị. Được chưa? Còn nếu mà muốn xem được tất cả những gì bạn đã chỉnh sửa thì chắc chắn phải quay lại màn hình kiểu như mình nãy giờ mình đang nói. Hoặc là muốn xem cái file bạn chỉnh sửa như thế nào thì nó sẽ có một cái file riêng ha. Ok, như vậy thì nãy giờ đó là mình đã giải quyết cho tất cả các bạn nó có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là trong phần mềm Camtasia nó có cái gì, và cái thứ hai đó là phần mềm Camtasia dùng để làm gì. Và cái thứ ba bây giờ mình sẽ nói đó là cách dùng như thế nào. Thì để mà biết được cách sử dụng phần mềm Camtasia thì ở mỗi cái video mình sẽ hướng dẫn từng cái một và các bạn sẽ cứ xem qua, các bạn học theo được chừng nào đó các bạn học. Có gì không hiểu thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới video và mình sẽ nói cụ thể hơn. Và với cá nhân mình thì sau khi sử dụng phần mềm Camtasia thì mình thấy rõ ràng một điều là riêng phần mềm này là một cái phần mềm chỉnh sửa ở mức độ tầm trung, cơ bản, đủ dùng. Các bạn chỉ cần ngồi chăm nghe một tí và ngồi luyện tập một tí thôi thì sau khoảng từ 1 đến 2 tuần là các bạn có thể là biết sử dụng phần mềm này rồi. Còn có thể thành thạo hay không thì có thể là tùy do mỗi người. Các bạn có thể rèn luyện sau thêm 3-4 tuần. Nói chung là trong vòng, với cá nhân mình thì mình thấy là nếu mà rèn luyện tối đa thì trong vòng 1 tháng thì các bạn có thể là thành thạo cái phần mềm Camtasia này rồi ha. Ở đây mình sẽ mở cho các bạn hơn một tí, đó là trong video tiếp theo thì sau video này thì trong video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bài đầu tiên, đó là cách sử dụng. Đó là các bạn sẽ nhập các dữ liệu vào trong Camtasia để các bạn bắt đầu chỉnh sửa, cắt ghép video này kia vân vân chẳng hạn. Bạn nào mà thắc mắc thì hãy nhấn vào cái mục nó sẽ xuất hiện ở đầu đây nhé, ở đầu đây trên màn hình. Các bạn sẽ bấm xem ha. Còn bây giờ trong video này thì mình sẽ kết thúc và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau. Và các bạn